và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại khu vực ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và vị trí ngày hôm nay Biển Xanh cần chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình là một vị trí nằm ngay ở khu vực nhà cửa đông đúc dân sinh, nhà ở kín mọc như nấm quý anh chị nhé. Và nó nằm cận liền kề ngay bên cạnh là Ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, chợ Mỹ Hạnh Nam, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2. Vị trí bất động sản của chúng ta ngày hôm nay nó nằm ngay ở một vị trí cụm đất vàng, khu vực đông đúc dân cư. Từ căn nhà này mình đo sang bên tay trái là 5m và dài xuống phía sau là 26.5. Tổng diện tích trên sổ là 132m², lô đất có hướng nam quý anh chị nhé. Chạy thẳng theo con đường bê tông này thì chúng ta sẽ đi thông sang được bệnh viện Hàn Quốc. Lô đất này thì đã được chủ san lấp cao bằng với mặt đường. Lô đất có mặt tiền đường bê tông rộng 5m quý anh chị nhé. Xe hơi, xe tải là chạy tới đất. Từ căn nhà mình đo sang 5m và dài xuống phía sau là 26.5. Tổng diện tích trên sổ là 132m². Lô đất này thì kế bên đã có nhà người ta xây ở rồi và đằng sau đuôi cũng đã có nhà xây. Lô đất của chúng ta đã san lấp cao ráo cao bằng với mặt đường. Và vị trí đất ngày hôm nay chỉ cách với mặt tiền đường nhựa Hàn Quốc hay còn gọi là đường nhựa rồng lớn chỉ 40m quý anh chị nhé. Dân cư ở kín, nhà trọ xây đông và vị trí này là khu vực cụm đất vàng của ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một lô đất hướng nam cực kỳ là mát, tám phương tứ hướng. Thì hướng nam là một trong những cái hướng mà được ông bà, cô chú anh chị, các nhà đầu tư lựa chọn từ xưa đến nay rất là nhiều, bởi vì hướng nam là những cái hướng đẹp và hướng mát nhất trong các hướng quý anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay có giá cực kỳ là rẻ ngay tại khu vực trung tâm của xã Mỹ Hạnh Nam, chỉ có 1.670.000.000, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên, nằm liên kề ngay bên cạnh khu vực xã Mỹ Hạnh Nam, chợ, trường, trung tâm y tế và trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao. Nói chung đây là cái khu vực cụm đất vàng rất là hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Nhà cửa mọc kín, mọc đông, không có còn đất trống nhiều nữa. Chính vì thế chỉ có một vài lô còn sót lại do các nhà đầu tư mua, người ta để dành và đến giờ này bán, không có xây nhà cho nên mới bán quý anh chị nhé. Còn những cái vị trí mà nhà đầu tư khác người ta mua, người ta xây để ở an cư lập nghiệp thì không còn bán nữa. Chính vì thế mà nó trở nên hiếm hoi, và những cái gì mà càng hiếm thì sẽ càng trở nên đắt đỏ và có giá trị. Lô đất ngày hôm nay giá anh chủ đang rất là cần tiền, bán với giá chỉ có 1.670.000.000, giá bao thuế phí công chứng sang tên cho một vị trí mà nó cận liền kề với ủy ban, trường học. Nói chung mọi tiện ích để phục vụ đời sống con người là đều đã hiện hữu. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất giá rẻ ngày hôm nay, gần nhiều tiện ích thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc Biển Xanh để trên màn hình. Kính chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video clip mới nhất nhé.